Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách hack kim cương game Free Fire nhá. Anh em nào mà đang xem thì nhớ nhấn cho mình một like và một cái nút đỏ ở phía dưới video cho mình nhá. Ok, và cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Thì trong nhiều video lần trước mình cũng đã hướng dẫn rồi, và video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cái phiên bản cập nhật OB15 nhá. Thì game Free Fire thì vừa mới cập nhật phiên bản OB15 ngày hôm qua xong. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chi tiết hơn ở cái phiên bản OB15 nhá. Thì ở cái bước đầu tiên thì cũng đơn giản thôi. Ở bước đầu tiên thì anh em sẽ vào cái quản lý tệp đây nhá. Đây, và anh em sẽ chọn vào cái phần mục download nhá. Anh em sẽ download một cái file đây, và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho anh em nhá. Anh em click vào, và anh em có một cái đường link ở trong Facebook, anh em sẽ click vào cái đường link đó và anh em sẽ tải về nhá. Ở đây thì cái phần tải thì mình sẽ không hướng dẫn kỹ cho anh em nữa, vì nhiều anh em mình cũng đã hướng dẫn ở nhiều cái video trước về cái cách tải rồi. Và anh em sau khi mà tải về rồi thì anh em chỉ cần vào phần download và mở cái file này lên ra thôi. Ok, và cái file kia là file zip nha, anh em phải giải ném ra mới được một cái file giống như mình nha anh em. Anh em phải giải ném ra nhá, chỉ cần nhấn vào và nhấn giải ném ra là được thôi. Đấy, sau khi mà xong rồi thì anh em sao chép hai cái file này và cho vào cái phần Android này, data này, và anh em sẽ dán vào đây nhá. Đấy, sau khi dán rồi thì anh em sẽ để một cái file ở đây nhá, và copy một cái file này đi này. Đấy, anh em copy giống như mình nhá. Đấy, và sau khi xong rồi thì anh em sẽ dán vào trong cái file của Free Fire nhá. Anh em sẽ sao chép sang cái file của, di chuyển sang cái file của Free Fire nhá. Di chuyển nhưng phải sao chép nha anh em. Đấy, anh em di chuyển vào cái tệp tin giống như mình đây này. Đấy, anh em sẽ dán vào đây nhá. Đấy, và sau khi mà đã dán xong rồi thì nó sẽ tự động đổi sẽ tên sang cái tên là version nhá anh em. Và anh em sẽ tìm một cái tập tin tên là có ba số cuối là 825 nha anh em. Đấy, anh em tìm đi, tìm cứ có ba số cuối là 825 là anh em đây nhá, cái file version đây rồi. Và giờ mình sẽ tìm cái file tên ba số cuối là 825 nha anh em nhá. Anh em cứ tìm từ từ cho đúng nhá, tìm sai là hỏng đấy. Đấy, anh em cứ tìm từ từ này, có ba số cuối 825 đừng sau cùng là được nhá. Đây rồi, và anh em sẽ chọn vào phần cái phần đổi tên này. Đấy, và anh em sẽ xóa cái anh em sao chép cái tên này đi nhá, anh em sao chép cả luôn nhá. Đấy, sao chép này. Đấy, anh em nhấn ok và anh em xóa cái file này đi nhá. Đấy, sau khi xóa xong rồi thì anh em sẽ xuống cái file version này và anh em đổi tên thành cái tên đó nhá. Dán này. Rồi lúc nãy mình sao chép thiếu số 25 rồi. Bây giờ mình sẽ viết thêm số 25 vào đây nhá. Đấy, và anh em nhấn vào phần ok nhá. Cũng đơn giản là đấy. Và sau khi xong rồi thì anh em chỉ cần việc thoát ra thôi. Bây giờ thì anh em chỉ cần thoát ra và anh em vào lại game nhá. Đấy, cái file nó thì tự chuyển lên trên rồi. Và giờ anh em thoát ra và vào lại game thôi. Đấy, sau khi mà vào lại game xong rồi thì anh em sẽ tắt cái wifi đi và chờ một lúc sau bật wifi lại cho nó kết nối nha anh em. Đấy, anh em chờ một lúc và sẽ bật wifi lại nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bật wifi lại nhá. Và sau khi mà bật wifi lại rồi thì chúng ta sẽ vào một cái trận đấu thường nhá. Đấy, vào một trận đấu thường này. Và bắt đầu nhá. Và vào trận rồi, sau khi mà vào trận xong rồi thì anh em sau khi mà nó bắt đầu vào trận ấy, hết cái thời gian đếm ngược này thì anh em sẽ thoát ra và vào lại nhá.
Đấy, từ từ nó hết rồi mình sẽ hướng dẫn anh em này. Đấy, và sau khi nó vào trận rồi thì anh em sẽ thoát ra nhá. Và anh em vào lại game nhá. Chờ một xíu xong vào lại game. Đấy, giờ là anh em vào lại là được này. Anh em cần thoát ra cái lúc đang vào game đấy nhá. Anh em mà vào game rồi mới thoát ra là nó sai đấy, lỗi đấy. Đấy, giờ vào game và chúng ta kết nối lại thôi. Đây, và nó bắt đầu đếm nó bắt đầu kết nối lại rồi này. Đơn giản thôi, sau khi mà kết nối lại rồi thì anh em bắn như bình thường nhá. Anh em giết phải ít nhất 3 mạng cho mình nhá. Anh em giết ít hơn là không được đâu, phải giết tầm 3 mạng trở lên mới được nhá. 3 mạng trở lên mới hack thành công nha anh em. Đấy. Và nó nhảy xuống luôn rồi. Và mình sẽ bay vào cái bên phía làng Dìm Nam bên đây nha anh em. Anh em nhiều xem nhiều video lần trước mình cũng hướng dẫn cho anh em tại sao vì sao mà nhảy cái map làng Dìm Nam với là map cổng chơi rồi đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây và loot đồ và đi kiếm giết 3 mạng nha. Đấy, nhặt được cái súng SK này. Rồi nhặt được luôn cái súng tiểu liên này. Vậy được luôn cái giáp 3 thơm thế nhở. Đấy, và chắc ở đây không biết có người không đây. Ở đây nằm trong đường bay mà sao chưa thấy thằng nào nhở. Rồi chết, lấy nhầm súng này. Vậy rồi, ngon rồi, giờ kiếm thêm cái ba lô nữa. Vừa mới nói xong được cái ba lô 2 này. Tay súng nữa này, giờ còn kiếm thằng nào mà giết nữa thôi. Phải chết 3 mạng nha anh em. Đấy, đồ cũng nói chung cũng được rồi. Kiếm thêm cái mũ ngon ngon nữa là ok. Lút mình lút sơ rồi, quay không nhảy được ạ. À, nhảy vào cái thùng này mới lên được. Đấy, đổi sang cái súng này bắn cho phê này. Đây, có cái thùng nổ ở đây rồi mà không có thằng nào bắn này mà tự sát nhờ. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy thằng nào ở đây rồi. Nó bên góc bên này này, rồi bắn này. Rồi bắn này, đứng lại con nào. Gần chết rồi, thằng này gần chết rồi anh em ạ. Lùa theo thôi. Lùa theo để kiếm một mạng nhá. Rồi chết rồi còn đâu. Một mạng này. Còn hai mạng nữa thôi anh em ơi. Được luôn cái nòng 3 rồi. Ngon quá. Rồi lại còn thằng nào trên đây nữa. Thằng này giống thằng boss đấy anh em ạ. Bắn kiểu gì đấy. Boss chắc rồi. Boss thì làm sao còn giết được mà đây này. Chạy đâu, chạy cái này thì chỉ có boss thôi. Gặp boss thì anh em giết càng nhanh càng tốt thôi nhá. Đấy, và còn một mạng rồi thôi. Ok, vào đoạn này mình đi tìm khá là dài nên là mình sẽ cắt cái đoạn đấy đi nhá. Và hiện tại mình đã giết được 4 thằng rồi nhá, anh em có thể nhìn lên đây và mình đã giết được 4 thằng rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào để mình tự sát nha anh em ơi. Tại vì cái lúc mình đi kiếm để giết đây là khá là dài nên là mình sẽ cắt cái đoạn đó đi nhá. Cho anh em chứ để cái đoạn đi tìm đấy lâu lắm. Đây, cái hình như cái này là cái mới cập nhật này anh em. Đấy, và nó sẽ thấy được cái vòng bo trước nhá. Thấy được cái vòng bo trước này, mình có thể chạy vào bo sớm hơn cũng ok đấy. Bản cập nhật này khá là hay. Đấy, bây giờ mình sẽ tự sát nhá. Quay cái thùng nổ sao đập mãi không nổ thế này. Cái súng bắn nhá. Đấy, và sau khi mình đã chết rồi nhá, và bây giờ chết rồi thì anh em chỉ việc thoát ra game thôi. Đây, bây giờ anh em chỉ cần việc thoát ra này. Đây, anh em thấy kim cương chưa?
Nếu anh em nào không làm được thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh và IB qua Facebook cho mình sẽ giúp đỡ nha. Nhiều anh em nhắn tin cho mình bị trôi tin nhắn thì anh em cố nhắn lại cho mình nhá. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nha. Ok em tới đây đi em yêu.